Okay, good morning. Good Hôm nay con chuyển chỗ học à? Okay, so we will go into do the reading. Okay, now let's look at the vocabularies here before we start. So there is an example. This is green, and cow and oh, a cows. And horses eat grass. Okay, I'm going to fix the mid text here. No N and S. Okay, there are S. Cows and horses eat it. Okay, let's start with number one. These are green and brown. They are sometimes very old, and they are often very tall. Okay, so they are green and brown. They're sometimes trees. Trees, right? Yes. Okay, let me check. Yes, number two. These have got pages of pictures and stories, and children enjoy reading them. Yes, and read comics. Comics, very good. Number three. You put hot and cold water in this and then wash in it. Yes. A shower. A shower. Okay, a shower, you put hot and cold water in this. Hot water and cold water in this. And then you wash it, a bath. Okay, let's check. See whether it's a shower. Oh, yes, it's a bath because you put in. Okay, number four. These planes are all colors and big or small. People like having them in their garden and in their home. Yes. Okay. What are they? Flowers. Flowers. Soupy. Yes, flowers. Number five. These are films that you can watch at home. Videos. Videos. Okay. Number six. You stand under this water comes out of it. A shower. A shower. Okay. A shower. Vậy con cố gắng đẩy cái tốc độ của mình đọc nhanh lên tí để cho nó tự nhiên nha. You stand under this and water comes out of it. Okay. Very good. Very fast. Okay, now we're going to do this. Say yes or no. Okay. Okay, look at the picture and tell me what do you see on the picture? See in the picture, sorry. So, apparently there is a bus. Rồi nhìn động qua bức tranh thì there is a bus. Okay, what can you see inside the bus? I can see 7 people in the bus. Yes, 7 people in the bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And okay, there's still one more thing. Someone is holding something. Someone is holding something. A boy is holding an animal. What is that animal? It's a duck. Yes, it's a dog. Okay, tell me more specific. What more do you see in the picture?
So a man is listening to listening to music. And then there's someone who has red nose. It's a clown. Yeah, it is a clown. And someone who is talking. They're talking on the phone. Okay, and there are some birds on the sky. Okay, that's very good. Question number one, the cloud is sitting behind the boy who is reading. Is it right? Yes or no? Okay, let's look at the sentence. No. Yes. The behind a boy, the cloud sitting behind the boy. So it's not reading, but a man, he is listening to music. Okay, read number two, please. Most of the people on the bus are children. Most of. Yes, hay là no? No. Okay, that's right, because there are only, how many children? One? Two. Yeah, there are only two children, one child and two children. Okay, vậy khi mình nói tới một thì mình có là child, là một đứa trẻ. Và nếu như mà mình nói tới nhiều đứa trẻ thì mình sẽ có gì? Children. Okay, let's do number three. There is a woman with some food in her hand. There's a woman with some fruit in her hand. There's it. Yes. Oh. No. No. Okay, where is the fruit? Where's the fruit? Is it on her hand? On the head. Yes. Wow, the fruit on the head. Can you see what of or how many kinds of food? How many kinds of fruit on her head? I can see bananas. Do you see any other kind of fruits? I can see grapes. Yeah, grapes. I see something orange. Okay, grapes, banana. Okay, that's very good. Now, number four. Are you sleepy? Are you tired? Con mệt hả? Con có mệt không? Nếu như con mệt thì con đi rửa mặt nha. Nếu mà con cảm thấy mệt thì con đi rửa mặt cho thoải mái. Okay, number four này. People on the bus are wearing hats. That's right. All people on the bus are wearing hats. Is it a yes or no? Yes. Yes, of course. Everyone is wearing hats. Number five. The boy with the dog is wearing glasses. That's right. Yes. Boy with a dog is wearing glasses. Good job. Number six. The tallest person on the bus is listening to music. Yes. Yes. Okay. Good job. Okay, so this one will be asked question and three answers for you to choose. This is an example. Good morning, Miss Young. Hello, Paul. Okay, now I'm going to ask and you're going to answer the questions. Brother Nick can't come to school today. Paul, okay, Miss Young. Miss Young sẽ nói gì nhỉ? Okay, what is the answer for this question? For this sentence? Why is the
that. Oh, yes. Why is that? Because he said Miss Nick can't come to school today. Okay. Number two, he's got a bad stomachache. Okay. Answer the question. Okay, what's the best answer for this question? For this sentence, it's hurt badly. It's hurt badly. He's better than. Oh, I see. Oh, I see. Okay. It's hurting badly. It's hurting badly? No, it doesn't make any sense. Or it's hurting badly. It hurts badly when I am the one who say that. When I have stomachache, oh, it's hurt badly. Okay. Oh, I see. He's got a stomachache. Oh, I see. Oh, tôi biết rồi. Hay là tôi hiểu rồi. It's hurting badly là giống như kiểu là cái người đang đau và người đó nói là ôi, đau một cách kinh khủng dữ dội. He's better than là câu này không phù hợp với ngữ cảnh. Okay, number three. Can we paint a picture to give to him? Mm-hmm. Can we paint a picture? Yes. We like painting him. We like painting him? No. Okay, read the question again. Can we paint a picture to give it to him? Give it to him. So yes, ne- we can paint one big one. Very good. Okay, we give it to someone when we want to give it to someone, so that person take this. Okay, number four, what can we paint? What can we paint? We have no idea what can we paint. Paper and paint one book. Okay, so first, if we want to paint, pretend there is a pen and there are some paper. Okay, pen and paper. So we want to paint, we have to have pen and paper, but that is not an answer. What is the best answer? Read the question one more time. What can we paint? Yeah, what can we paint? So we thinking, what can we paint? The picture he painted is the best. Okay. Nếu như mà con chọn the picture he painted is the best, câu này mình hỏi là what can we paint, vậy chúng ta có thể vẽ gì đây, là cả lớp chắc có lẽ là hôm nay học môn vẽ thì muốn vẽ gì đó để tặng cho Nick, và xong rồi mọi người hỏi là what can we paint, chúng ta có vẽ gì, và trước khi vẽ thì mình cần gì, mình cần paper, pens, ok, mình cần hai thứ đó. Nếu như mà con chọn câu C là picture he painted is the best, là cái bức tranh của anh ấy vẽ là bức tranh đẹp nhất hay là tốt nhất ấy, thì nếu như mà trừ phi mà Nick đang ở trong lớp và Nick vẽ ra bức tranh đó và xong rồi cô giáo nói là cái picture này thì là đẹp nhất hay là tốt nhất trong lớp này, thì câu trả lời của mình là cô nghĩ là C, B. Tại vì well, he likes animals. Bởi vì câu hỏi là nói là chúng ta có thể vẽ gì đây, thì chắc có lẽ là có mình cần một cái đề xuất, một ý kiến, thì bên này có người đề xuất là well, he likes animals. Bạn Nick này, bạn thích động vật, thì có lẽ là sẽ chọn một trong những con động vật đó để vẽ và tặng Nick. Okay, fine. He likes a picture of zoo. That's his favorite place. Oh, he like a picture of the zoo. That's his favorite place.
Yes, he enjoyed them. He enjoyed them. Okay, actually B. Okay, we can paint that then. Vậy nếu như mà Paul, nếu như là Nick thích cái những cái hình của sở thú thì cái này có thể mọi người có thể paint, mọi người có thể vẽ cái bức tranh này. Okay, yes, he enjoyed. He enjoyed them. Okay, he enjoyed them. Vậy thì có nghĩa là gì nhỉ? He enjoyed them là anh ấy thích bức tranh đó. Thì cái này nói là giống như là đã vẽ và đưa cho Nick rồi, xong là Nick enjoy. Well, he likes his dog a lot. Okay. Number six. And I can take it home for him this afternoon. And I can take it home for him this afternoon. Alright, but be careful. Push it on the bus. Yes, alright. But be careful with it on the bus. Okay. Vậy trên đường đem bức tranh này về thì nhớ cẩn thận khi mà đi trên xe buýt. Okay, that's right. Okay. Now this part, you're going to look at the vocabulary first. And then I'm going to read an example. My mom and dad are very different. Mom has got straight black hair, but dad is okay. So when you finish, but that is curly, right? Okay, can't try to speak louder. Try to speak louder because I can't hear you clearly. No, number one, my dad is curly. That's right. My dad is curly. Okay, continue. Mom walks. It when the weather is sunny. And the weather is sunny and hot. Very good. Because she likes being outside. She likes being. Be in. Okay. Go on. Dad walks inside the shop. He loves it when it. Okay. So when it snows. Very good. Okay, when it snows, he doesn't like being hot. Okay, con đọc lại nha. Con cố gắng đọc cho nó xuyên tí nha. He doesn't like being hot. He doesn't like being hot. He doesn't like being hot. That's right. And we can't. Mom likes going to the lake. To swim. To swim, that's right. In the water, there with me and my sister. But that likes skating on lake in very cold weather. Better. Our family has lots of goose holidays because we go to the beach. The beach in hot weather. Because mom like it there
and we go to the mountains in cold weather because that likes that. Okay, so now we're going to translate into Vietnamese. Câu đầu tiên là mâm, mẹ và bố tôi rất là khác nhau ấy. Bố với mẹ khác nhau. Okay, mom has got straight black hair, but my dad is curly. Mẹ có tóc thẳng và đen, nhưng mà bố thì lại có tóc xoăn. Okay, con dịch câu tiếp theo đến dấu chấm ở đây nè. Mom walks at the zoo and likes it when the weather is sunny. Tôi làm ở sở thú và thời tiết rất và đẹp. Đúng rồi. Because she likes being outside. Okay, bởi vì cô ấy thích ở bên ngoài. Thì being outside là khi mà trời nắng và nóng. Cô ấy thích ở những cái thời tiết giống như thế này. Tiếp theo, Jack walks inside in the sun. Và tôi thì ở bên trong. Okay, ba tôi làm việc bên trong một cái cửa hàng. He loves when it snows. He doesn't like being hot. Ông ấy thích thời tiết mà khi mà có tuyết ấy. Và ông ấy không thích trời nóng. At weekends, vào cuối tuần, mom likes going to the lake to swim in the water there with me and my sister. Vào cuối tuần, mẹ thích đi bơi ở một cái hồ, thích bơi ở hồ ấy. Vào in the water, bơi ở trong nước with me and my sister. Vào cuối tuần là mẹ tôi và đi bơi với tôi và em của tôi ở một cái hồ. Okay. But that like skating on the lake in very cold weather. Better. Yes. Bố tôi thì thích băng ở trên cái hồ trong thời tiết rất lạnh. Đúng rồi. Là tiếp con dịch tiếp câu tiếp theo và đến dấu phẩy này luôn. Our family has got lots of good holidays. Yes. Gia đình tôi rất nhiều. Chuyện đi những cái kỳ nghỉ good là tốt đẹp hay gì đó. Okay, because we go to the beach in hot weather. Because mom likes it there. Bởi vì chúng tôi đi biển vào mùa nóng. Bởi vì mẹ thích thời tiết đó. And we go to the mountains in cold weather. Because that like that. Bởi chúng tôi đi núi vào mùa đông. Vào mùa lạnh. Tại vì bố thích thời tiết. Nếu như vậy, it's great. Thật tuyệt vời. Okay, now choose the best name for the story. My parents. Yes, my parents, like dad and mom, are parents. Okay. All right, so this one, I'm going to read the examples. After school on Monday, John had a with a heyday. Okay. John didn't want to watch TV that afternoon here. He didn't want to watch TV. He wanted to go to bed. So he is John. They replaced this. So he is John. All right. Rồi, tiếp theo bây giờ con sẽ đọc câu và xong mình sẽ tìm đáp án nha. Rồi để cô xóa này nè. Rồi, okay. Rồi con read question number one. Vậy cô làm cái nào thì cô sẽ gạch chân câu đó. Để mình không có bị rối và mình tìm được đáp án nhanh hơn. He wanted to go to bed. Okay. That night. We didn't sleep very well.
Rồi bây giờ con xuống dưới đọc câu number one để mình biết và mình khoanh vùng ấy. Number one. That night. Blank. Sleep badly. Rồi ok, vậy mình có là night và slept badly. Rồi ở trên này con chọn đáp án đi. Đây mình có là he wanted to go to bed. Đó mình có that night. Rồi vậy mình đã khoanh vùng được cái từ khóa keyword. Như thế này mình sẽ dễ tìm đáp án hơn. Rồi that night như thế nào nhỉ? That night. He didn't. Very well. Ở đây mình đã có badly rồi. Ở đây mình có slap rồi này. Thì quá khứ này. Ok. He didn't. John, that night, John slapped badly. Tại vì nếu như mà con sử dụng didn't, con sử dụng như thế này này. Don't hay là didn't. Chỉ cần mà con có chữ not vào thôi. Chỉ cần con có chữ not vào thôi là động từ ở phía sau của con sẽ trở lại thể nguyên mẫu sleep. Chứ mình không thể nào mà để slap ở phía sau này được. Mình luôn luôn phải để vào thể nguyên mẫu đối với động từ khiếm khuyết với lại động từ mà có thêm not. Là mình sẽ để nguyên mẫu không chia. Ok, vậy mình ở đây mình có động từ, mình có trạng từ và mình cần một chủ ngữ. Vậy chủ ngữ là John. John slept badly last night. Number two, read number two please. John couldn't. Rồi, thế này này. And in the morning. Ok, mình thấy morning. In the morning, he was tired and his head was hot. John couldn't. Okay. No school. John couldn't go to the next morning. Đó lấy là John couldn't go to school. Cái này cô thấy là hình như là bị ngược rồi hay sao ấy. Phải là John couldn't go to school. Ok, vậy nếu như go to school, school phải ở đây nè. Còn go phải để ở đây. Vậy nếu như mà ở đây thì cái này không hợp lý. John couldn't go to school the next morning. Như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà John couldn't school go to the next morning. Nếu như mà cái này, chữ school này á, nó mà là động từ ấy, thì cái chữ go sau này con phải một là có thêm chữ to, hai là con phải chia nó thành verb in là going to the next morning. Vậy câu này mình sẽ viết lại là John couldn't. Tại vì cô nãy cô nhìn mà cô cũng không dịch được. John couldn't go to school the next morning. Ok, rồi tiếp theo nè, number 3. John ate his breakfast in the next morning. Ok, it's not you can have breakfast where nhỉ? Ở đâu? In bed. Vậy ở đây mình có in rồi thì mình chỉ điều vào chữ bed. Bed. Ok, number 4. Number 4. He drank some but only ate fruit. Ok, mình cần biết là anh ấy uống cái gì. Orange juice. He drank some orange juice. That's right. Some orange juice. Juice cũng được đóng ngoặc, mở ngoặc là có và không có đều được. Đều đúng nha. Ok, tiếp theo. Number 5. Ford's grandmother was in the... Okay, vậy mình cần phải tìm grandmother.
John Walcott. Mình cần tìm một cái nơi. Cái nơi mà John Mother đang ở vị trí nào nhỉ? Đang ở vị trí nào trong nhà? Kitchen. Should be kitchen. Yes, so John's grandmother was in the kitchen. Number six. John's were at work. Work. Vậy mình đã có ở đây là mình có work. Vậy con tìm cho cô chữ work. Con đọc câu tiếp theo của cái mà cô gạch ở đây này. Đây, his grandmother. Và con gạch hello, tiếp. John. Are you better now? Are you better now? Yes, take red water. Red one. John said, where mom is at work. Rồi, tới đó là mình thấy được là có work. Mình đã tìm được keyword or at work. Vậy đây John thì mình cần John cần sở hữu một cái gì đó. Cái gì đó của John nhỉ? Water. Mother. Yes, that's right. Vậy khi mà con thấy nè, con thấy ở đây này, ở đây có phải at là mình là đôi lúc sẽ là sở hữu. Vì sao? Vì sau này người ta đã có động từ to be rồi, nếu như mà không có ấy, thì cái này có khả năng là is. Ok, John is gì đó. Nhưng mà vì phía sau này cô thấy có động từ to be rồi thì mình biết ở đây là sở hữu cách. Ok, John's mom hoặc là John's mother. Number 7. John had some pasta and chicken. Pasta to eat. John has some. Okay, I had pasta and chicken for lunch. What would you like some? Pasta and chicken. Tại vì, okay, cô điền lên thêm một cái nữa nha. Pasta and chicken. Tại vì cái câu này đúng là vừa pasta và vừa chicken. Vì bà hỏi là bà ăn pasta và chicken cho buổi trưa thì John có muốn một ít không? Thì John chỉ nói là yes please. John chỉ nói là yes please. Để mình xem phía trước có gì nữa không. Đúng rồi. Vậy là John chỉ nói là yes please, là John đồng ý với cái mà bà đề xuất đó. John không hề nói là chị muốn ăn pasta. Vậy cả hai, vừa pasta and chicken nhé. Ok, number 8. Ok, John gì đây? Open. Ok, con đi đi.
see a river sit right down and sit inside for in this river in the path for you, turn our dear into the sea, but not too far. I am trying. Yes, I swear to the sky, and the sun's too far. Okay, read number 8. John opened up the cupboard and took out. John opened the cupboard. Raymond kể về đi tìm John này. Then John had the shower, got dressed and took cái gì đó. Cô đang tìm cái favorite cities. Favorite city. Ok. Cô đang tìm cái bài tập về nhà của con đợi chị. Con làm đi để cô mở cái này lên để bài tập về nhà của con nữa nha. Con đọc câu tiếp theo nè. John's mother has rain water. John's mother như thế nào nhỉ? Phone. John's mother. The phone. Okay. Phone. John's grandmother. Number 10. Read and. John listen to his music. Mình cần một nơi trốn, một cái nơi. In his bedroom. Rồi vậy ở đây có his bedroom rồi into his mirror. Listen to his music in. Vậy mình chỉ chọn chữ gì nhỉ? Bedroom. Bedroom. Okay. In to his music in his bedroom hoặc là bathroom. Okay. Vậy in his. Ở đây mình có his bedroom. Vậy là cô nhầm với lại cái này. In his bedroom. Upstairs. Yeah. In his bedroom. And. Okay. Vậy cái này thì người ta mở rộng ra một tí là người ta chọn luôn cả in his bedroom. Giống như cái trường hợp hồi nãy thì mình chỉ có cần chọn là từ bed, in bed. Ok. Rồi. Cái này thì con sẽ tự điền vào.
choose the right words and write them on the lines. Thì cô xem nè. Rồi, này. Ở đây có ví dụ là mình có gì? Helicopters fly but they are not not plants. Most plants carry more people are bigger. Con nhớ yeah. Cái này đúng rồi, bigger than. Và khi mà mình có, mình thấy là en này có nghĩa là đang so sánh, to hơn. Câu number 2, helicopters fly up and down and they sometimes go quickly and sometimes very slowly. Can. Vì sao không chọn a? Tại ở đây con có chữ fly rồi này. Con đã có động từ rồi. Con có thể đưa vào động từ kiếm khuyết được. Nhưng mà mình không đưa vào fly được nha. Number 3, helicopters are good for taking people and from places which are difficult to go quickly, mountains for example. No, helicopters are good for taking people. Con có nghĩ ra được chữ gì không? Ở đây mình đã có chủ ngữ, mình đã có động từ rồi. Protecting people. Chắc có lẽ là mình sẽ cần một cái từ gì đó vào đây, nhưng mà không phải là động từ. Protecting people. To. Một giới từ. Protecting people to and from places which are difficult to go quickly. Okay, number 4. People need to go to hospital very quickly. Ở đây mình cũng có need rồi. Mình có động từ rồi đó. Mình có một động từ. Và mình cũng có people rồi. Thì cái chữ gì có thể để vào đây được nhỉ? Nếu như không có need thì con có thể để vào đó là people want một cái đại từ quan hệ. Một cái đại từ quan hệ là nó nối hai cái này, people need. Ok, cô nghĩ là một đại từ quan hệ, people who. Vậy trong bài làm của con thì con hay thấy là who với that nha, who hay là that hoặc là which. Ok, people who, những người mà cần đến bệnh viện nhanh chóng, một cách nhanh chóng. Number 5, sometimes go helicopters go on sometimes go on helicopter, go in helicopters in all parts of the world. Helicopter help a lot of people. Okay, cái phần này hơi khó, phần này hơi khó, nên mình làm nhiều xong rồi con mới làm quen. Okay, bây giờ mình sẽ nói về cái picture nha. Ok, cô đã nghe cái của con rồi, nhưng bây giờ tại vì cái bài của con nó vẫn hơi ngắn. Bây giờ con nhìn vào bức tranh cho cô và con thấy cái gì? Con hãy nói ra những chính xác những gì mà con thấy. Trước tiên con thấy cái gì? Từ để cô. Ốc. Trước tiên là con thấy gì nhỉ? I can see. Can you speak louder? I can see a pole. Okay, I see a pole. Okay, I can see a pond. A pond, một cái hồ, a pond. I can see a pond. Okay, a pond. And what are in this pond? There are a lot of
animals. That's right. There are a lot of animal. Okay. Vậy bây giờ mình sẽ mô tả những con cụ thể nhất. Những con mà con biết và con có thể mô tả được thì mình mô tả, còn không thôi thì mình cứ cứ để nó qua một bên. Butterfly. A butterfly. Okay. Vậy nếu như mà ở đây mà con thấy nhiều hơn one butterfly thì con gộp nó lại. Con gộp nó lại. Con gộp nó lại, con có thể nói là there are how many butterfly? There are. There is one butterfly. Okay, vậy nếu như mà four butterfly thì con phải nói là there. Con nói là four hay là one nhỉ? One. Okay, so there is. Alright, so there is one butterfly. Okay, there is one butterfly. What color is a butterfly? It's orange. Yes, it's orange and black. Cô thấy một ít black. So is orange and black. It's orange and black. Okay. Rồi, bây giờ mình đã xong với lại butterfly. Rồi tiếp theo, con thấy gì nữa? I can see dragonfly. I can see dragonfly. Dragonfly. How many dragonfly? There is one dragonfly. Okay, vậy con nối hai câu đó lại là I can see a dragonfly. A dragonfly on the okay, I can see a dragonfly. Okay, mình is có what color is the dragon, is it? Is blue. Yes, is blue. Vậy mình nếu mình thấy gì thì mình cứ nói đó, mình nói những điều đặc biệt. Okay, next. Rồi bây giờ ở đây có bao nhiêu frog? Two frog. Vậy ở đây tổng cộng là cô thấy có tất cả là three frogs, nhưng mà có hai con frog. Okay, ở đây mình có ba con frog. Một con frog thì như thế nào đây? Ở bên này này, đây gần con dragonfly ấy. Okay, con đợi cô một lát nha. Như thế này thì con khó nhìn lắm. Đợi cô một lát. Để cô chắc có lẽ là cô lên yellow rồi xong cô tải xuống cho nhanh nè. Như vậy con dễ nhìn hơn. Hồi sáng cô cũng quên bén mất. Để cô tải xuống cho con. Xong mình nói thêm tí nữa. Như vậy nó sẽ dễ nhìn và nhanh hơn nữa. Okay. Oh no. Rồi, đây rồi. Rồi, okay. Okay, rồi bây giờ để cô chia sẻ nha. Cô stop cái này rồi xong cô sẽ chia sẻ cái. Okay, here. Oh. Not this. This. Okay. Rồi bây giờ con thấy rồi. Ở đây thì cô thấy bao nhiêu frog nhỉ? Con thấy bao nhiêu frog? How many frogs are in the picture? Con thấy chưa? Rồi, vậy ở đây cô thấy three frogs. Thì two frogs là đang ở đâu nhỉ? À, frog phải không? Hình như cô thấy một con frog đang swim và thấy chỉ có thấy hai cái chân thôi. Okay. So I can see four frogs. I can see four frogs. Okay, what are they doing? Mình nói tới hai con frog.
I come from mà có một đang đang làm một cái gì đó mà chung giống nhau ấy thì mình sẽ gộp nó vào lại một. I am swimming. Okay, so the two frogs are swimming. Frogs are swimming. Còn một con frog thì như thế nào nhỉ? And và cái con frog này đang làm gì đấy con? Hình như là ở trên đang jump phải không? Yes. And one frog is jumping. Okay, jumping. It's jumping into the pond. Rồi tiếp theo mình có gì nữa? Oh, I can see an animal that's very slow. And there is a shell on the body. What animal snail. Is that? Snail. Snail. A snail. 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 There is a brown, có thấy màu nâu nha. Brown snail. Snail, no way, the snail. There is on the rock. Okay, so there is a brown snail on the rock. Rồi, vậy là mình được một câu về snail. Tiếp theo. Okay, I see some ducks. How many ducks are in the pond? Six. Six. So there are six. There are six ducks in the pond. In the pond. Okay, that's it. Duck in the ponds. Rồi, vậy nếu như mà có and okay, vậy there are six duckling. Nếu như mà những con vịt con ấy thì con sẽ gọi là duckling. So there are six ducklings in the pond and there is a và có gì nữa nhỉ? The duckling. Duckling. Okay, and there are six duckling and okay, six duckling and a duck, a mother duck. Mother's duck. Mother duck là con vịt mẹ. Okay, và có gì nữa? Rồi bây giờ mình nhìn tổng quát bức tranh một lần nữa là con thấy gì đây? I can see some. I can see some. One spark. Okay, là cái gì con nhỉ? Con đang nói đến cái gì đây? Những cái này hả? Cái cỏ hả? Cái con đang nói là cái gì nhỉ? Okay, stalk, right? Okay, so I can see a white stalk. Okay, I can see a white stalk with is cái gì đây nhỉ? Cái gì mà dài màu đỏ nhỉ? With is như thế nào? Is long beak. Cái mỏ của con cò thì mình sẽ không gọi là mao đối với lại chim chóc như vậy. Thì mình sẽ không gọi là mao giống như con động vật, mình sẽ gọi là beak. Okay, so it's long beak. Beak. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn tổng quát vào bức tranh thì mình thấy xung quanh bức tranh, xung quanh cái hồ được bao bởi những cái gì nhỉ? Grass. Yes. And leaf. That's right. So okay, and there is I mean, những cái đó mình không đếm được, and there is a lot of grass around the pond. The grass and leaf. Chắc là
là tree đi nhỉ? Tại vì có tree và có leaf chứ. Trees around the pond. Okay. It's a very beautiful day. All right. Okay, vậy mình có khá là nhiều thứ để mô tả nhỉ? Vậy khi mà con nói thì con sẽ mô tả những con vật quan trọng. Thì cô thấy là trong này có nhiều ladybugs, hai ladybugs, nhưng mà mình cũng không cần mô tả đâu. Và mình còn có một con turtle. So nếu như mà con muốn mô tả sâu hơn thì mình sẽ có là water. Thì water như thế nào? Water is blue and there are something, some leaves and flowers. Lotus flower on the pond. Okay, the animal thì như thế nào? I think the animal like the pond a lot. Vậy sau khi mình ấy thì mình sẽ có một cái cảm nghĩ là những con vật này mình thấy là nó như thế nào? Nó có thích cái chỗ này không? Okay, so of course they like the pond a lot. Okay. Okay, chưa vậy con ôn lại bài này cho cô một lần nữa nha. Bữa tới thì cô sẽ không gợi ý nữa tại vì hôm nay cô đã gợi ý hết rồi. Thì bữa tới là con nhìn vào bức tranh và kể lại cho cô nghe một lần nữa. Nhưng mà gộp những cái viết lại, gộp nó lại. Ở đây thì cô chưa có chữ and, có nhiều chỗ con cần có and và so hay là but. Okay? Để cho câu nó liền mạch hơn cho nó không bị rời ra. Chẳng hạn như này là I can see four frogs. The two frogs swimming and one frog is jumping into the pond. Vậy cái này mình có thể chấm rồi này, chấm là nó ở một câu rồi. Okay? Còn nếu như mà con viết hết frog và con muốn nối vào ấy thì con nói là and there hay là and okay in front I can see hoặc là behind in the foreground có từ này này in the foreground là phía trước cái bối cảnh ở phía trước và mình có là in the background là bối cảnh ở phía sau và phía trong. Hôm nay cô gọi là bối cảnh ở phía sau lưng của cô này. In my background là bối cảnh ở sau lưng này. Còn nếu như mà gần trước mình thì bối cảnh ở phía trước là foreground and background. Ok, vậy con viết lại cái này và xong rồi lần tới rồi con mô tả lại cho cô nha. Ok. Ok. Have a nice day.